Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay nhóm ba của Hoa gồm có ba của Hoa, chú Đường, anh Hiền và em Cường cùng cưa nguyên hàng cây xà cừ. Đây ngay đường đi luôn, mấy phần nhánh dài qua bên đường dây điện. Anh Cường thì đang phía bên trên, thì cái phần nhánh của nó nè. Quá dài luôn, dài qua đường dây điện luôn. Ba con Hoa thì chuẩn bị cưa cây kế bên. Thì mấy cây này thì chỉ cưa bớt mấy phần nhánh nó gieo qua đường đi thôi, do là đường đi này có nhiều học sinh qua lại. Ngay đây thì gần trường trung học cơ sở Trung Lập và trường trung học phổ thông Trung Lập nữa, rất là nhiều học sinh đi ngang đường này. Hàng ba của Hoa thì cưa cây bên đây, đang vũ cái sợi dây để leo lên, đỡ phải leo móng leo. Cây quá cao luôn. Anh Hiền leo lên phía trên rồi. Hồi nãy ba của Hoa nói là ba của Hoa leo mà anh Hiền leo luôn. Leo là cái này mấy mày mất mày cắt keo dây nè. Từ cái một hồi leo lên cổng gồng gọc trên cái nhánh bự trên đó đang hồi gì chứ. Bên đây bò là cái nhỏ luôn à. Ý nói là treo cái quả ghẻ đằng cứu cái nhánh bên đó đó. Cây cái bên đó anh ơi. Em Cường treo cái phần nhánh phần dây treo là treo cây sau kế bên. Ba của Hoa đã cưa rồi. Mời quý vị cùng theo dõi xem nhóm ba của Hoa sẽ cưa những cây xà cừ này như thế nào nha. Nhả rồi. Dạ, đây kéo nhánh vô rồi qua coi. Rồi có ổ kiến vàng. Dạ qua được rồi cô ơi. Dạ qua được rồi. À ổ kiến vàng còn nè. Qua đi này, cây xong đây đi Hiền ơi. Chạy qua đi, qua đi, qua đi, qua đi. Chạy qua đi, chạy qua đi. Qua đi, qua đi chị. Em Cường ra phía ngoài để cột cái sợi dây cho nó cong cái nhánh giống như hồi nãy luôn. Nếu mà cột xích trong thì nó sẽ sụ phần đọt xuống dưới đường dây điện. Ừ. Ừ. Nhánh đứng rồi kìa.
ba cái rồi bụp cho nó gọt sớt xuống, nó đừng cho nó sụ sụ ra được. Thì cưa bớt mấy phần nhánh lớn ở phía trong, trong đó là vườn cao su. Bà của họ đứng chịu dây, chịu dây cho chú đường đẩy vào sát trong lề đường luôn, đỡ dọn dẹp. Chưa, nhỏ này cứ nhắc lại. Vô cốt còn nguyên cái đọt cây sao vậy mà nó chịu nổi nguyên cái nhánh nè. Ôi về xuống mà ghét trái bố, trái bố rồi chú này, nó dài mà nó cong nữa. Em Cường leo tới đâu rồi da của cây sà cừ nó rớt cho tới đó. Em Cường có chọi sợi dây qua nhánh thôi, không cần phải leo ra để cục dây. Biết cái nhánh luôn rồi. Không có kích dây luôn mà ba của Hoa cầm dây ở ngoài. Kích lên nó nhóm là được miếng. Nhánh hồi nãy là nó vừa quẹt vào cái bóng đèn luôn á mà kích ra. Cái này hả? Quá chị kiến luôn. Bỏ đi được nha. Cái trà này. Anh Hiền cưa cây cái bên xa quá, hoa không quay tới được. Tiếp tục cột dây dây lại nha cả nhà. Sau khi cột dây xong thì là
chú đường đang việc xe chặn xe cho anh Hiền cưa bên cây bên kia rồi. Em còn thấy không có ai dựng dây nên ra cưa nhánh nhỏ nhỏ luôn. Hên là em có cưa nhẹ từ từ chứ em mà cưa cho nó rớt mạnh xuống luôn là hư cái bóng đèn phía bên dưới rồi. Đường đi xe qua lại quá nhỉ. Em Cường đang đợi cho anh Hiền cưa phần nhánh bên kia. Hồi nãy ba của Hoa có nói là treo dây ở từ bên nhánh của anh Hiền để cho nó qua qua khỏi đường dây điện nữa đó. Còn phần quá phía trên này thì do nó bị cản nhánh phía dưới nên em Cường mới đi xuống dưới cưa trước. Rồi thì leo xuống đây. Cái cổ đó.
em Cường ra lại để chặn cái sợi dây bên kia nữa. Rồi mới lấy cái thầy dù lên trên cái nhánh trên, em cầm đu tay ra đi ra cho nó vững. Đâu cần kêu nữa, đủ được rồi hả? Đây Hoa cho quý vị xem cái phần nhánh nó ra qua hết đường dây điện luôn. Chứ hôm nay nào kia mình có cái đọc sao thì được nữa. Bây giờ do cái để biến người ta. Cái sợi dây là đã treo nhánh, treo sợi dây qua bên của anh Hiền rồi. Sợi dây. Nếu mà treo ngược về bên đây nữa thì sẽ gạt luôn cái cây có bóng đèn. Hiền leo lên trên phía trên để núp sợ nhánh qua quẹt qua tới bên kia. Xà xuống quá. Nhánh dài ghê.
cái nhánh treo xa quá xa rồi nó vô bên kia. Lối ra ngoài vườn. Vườn cao su hả chứ được. Lối vườn cao su hả? Mảnh cốt, mảnh cốt. Đang còn có cột xe dây phía trên nè. Bây giờ cưa phần phía dưới rồi vào xích phía trong cưa nhánh trên luôn. Cưa củi nhỏ nhỏ ra, cưa cho gọn gọn nhánh. Tiếp tục leo lên phía trên. Anh Hiền thì mới đợi cho em Cường cưa xong rồi mới đi xuống phía dưới được. Do là cái phần nhánh đó phải cưa thấp xuống phía dưới. Và mà cái nhánh đó thì đang đợi để treo cái phần nhánh của cây bên đây nữa. Hồi nãy giờ anh Hiền ở phía trên hoài luôn chưa được xuống. Em còn nhìn cái phần nhánh bên đây nó bị dướng mấy cái nhánh bên cây của anh Hiền nên nhỏ mình chưa bóp. Mới 3 giờ mấy thôi, em là học sinh tan học rồi. Nãy giờ mất dọn nhánh rất là cực luôn. Em Cường đã cưa xong rồi, bây giờ anh Hiền mới cưa được. Yeah.
giờ cao điểm rồi. Anh Hiền với em Cường cưa, tranh thủ cưa nhanh luôn. Má bé đi xuống dưới phía dưới luôn rồi. Cường cưa bỏ hết, còn mấy nhánh đứng sững lên thì em chừa lại. Mấy con anh hàng đứt sên luôn rồi. Phải đổi cái máy cưa lên để cưa xong cái phần cây xà cừ đó luôn. Máy cưa đứng sên giữa chừng. Xin cả nước uống. Nước hả? Nước uống. Biết cái xác nào không? Đâu. Ở chỗ không? Ở chỗ nó ở. Rồi. Rồi không biết luôn, nhánh quá trời sờ kế. Xuống đất luôn rồi. Anh hàng cưa với cái nhánh sờ kế kia đứt cái cộng sên luôn, văng cũng tiêu luôn, không biết đường kiếm. Ở dưới nhánh chà quá trời sờ kiếm. Mau hơn. Em cần cưa mấy cái nhánh đó để mà mốt cái phần tược mới nó không có đâm chọi ra qua đường dây điện nữa.
mưa giặt mặt lại cho nó đẹp và nó sáng sáng xuống để cho không bị mưa nó ướt, nó thối phần thay thân cây, nó thối phần thân cây đã cưa xong rồi. Giờ đợi em xuống để đưa cái máy cưa nhỏ cho anh Hiền cưa tiếp tục. Video cũng khá dài nên Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.